Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là phần loa ngoài của Huawei Mate 8 đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Loa trong thì ở phía trên đỉnh máy như này. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần loa trong, loa ngoài của Huawei Mate 8 nghe nhỏ, nghe rè, nghe chập chờn lúc không, cần một địa chỉ thay mới loa trong, loa ngoài cho Huawei Mate 8. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Di động cao cấp.vn có đầy đủ tất cả linh kiện trên Huawei Mate 8 nói chung và phần loa trong, loa ngoài của Huawei Mate 8 nói riêng. Thay mới của bạn khi loa trong, loa nghe gọi của Huawei Mate 8, loa ngoài của Huawei Mate 8 nghe nhỏ, nghe rè, nghe chập chờn lúc không, cần một địa chỉ thay mới. Quý các bạn vui lòng liên hệ 0961234534 kỹ thuật viên để di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn. Vị các bạn xin cảm ơn vị các bạn xem video tại di động cao cấp.vn.